Mình sẽ bình luận về chủ đề Chelsea gặp khó với chú voi Sterling. Truyền thống Anh gần đây đã loan tin câu lạc bộ Chelsea đang muốn loại bỏ mắt xích kém hiệu quả là Raheem Sterling trên khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đang mở cửa. Tuy nhiên thì kế hoạch của họ không hề thực hiện dễ chút nào. Raheem Sterling được Chelsea mua về từ Man City vào mùa hè năm 2022 với giá trị 47,5 triệu bảng. Sterling đang có mùa giải thứ hai đá cho Chelsea dù được hưởng mức lương rất cao lên đến 300.000 bảng một tuần. Thế nhưng thì những đóng góp của anh cho câu lạc bộ lại rất không tương xứng. Và trong ba nhận trận gần đây nhất đá cho Chelsea, cựu cầu thủ Man City chỉ xuất hiện vỏn vẹn 45 phút. Ở khoảng thời gian đó, anh đã bất lực trong việc ghi bàn và cũng chẳng có đường chuyền nào giúp đồng đội lập công. Theo cây biết, Ben Jacob, Sterling đang gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với vị trí chính thức của Mazeke, Mikhailo Muric và Cole Palmer. Trong mắt Jacob, Sterling không khác gì một chú voi ngồi trong phòng, khiến tất cả không gian bị chiếm hết. Và các ví von của nhà báo này đã ám chỉ việc Sterling với thu nhập khủng đang khiến nỗ lực cân đối quỹ lương của đội bóng ban lãnh đạo Chelsea trở nên vô nghĩa. Và vấn đề quan trọng nhất ở đây là những người đứng đầu Chelsea đang rất muốn tống khứ Sterling. Tuy nhiên thì chú voi này lại không chịu nhúc nhích. Và bình luận về chuyện Sterling đang gây khó dễ cho đại diện Tây Thành London, Jacob cho hay Sterling cảm thấy thoải mái với cuộc sống ở London và anh ấy luôn cam kết sẽ chiến đấu hết mình cho Chelsea. Dù vậy, ban lãnh đạo Chelsea lại không đánh giá cao điều này do họ phải trả quá nhiều tiền cho cầu thủ đã đóng góp ít cho đội bóng. Tôi biết là Sterling được một số bóng ở Saudi Arabia quan tâm. Tuy nhiên, anh ấy ở lại Chelsea để chứng minh những lời chỉ trích nhằm vào mình thời gian qua là không.